ăn trái này ghê không? Này nướng với ếch cái gì cũng... Hai, chào mọi người. Mọi người. Chào mọi người đến kênh về miền Tây Vlog. Hôm nay tụi mình xuống kinh kiếm một mớ ốc len lên hầm dừa mời mọi người cùng ăn. Đâu lâu chua hành quá rồi. Bà ốc ốc len đó. Các bạn ơi. Nhóc luôn hiếm ơi. Nhóc luôn. Thằng điên mé. Chích đi mé bỏ đi. Tôi nói kìa. Ê. Dính này nè. Đâu đâu, câu sao đâu. Chắc bóng dừa quá, bóng dừa à. Bóng dừa này hồi nướng luôn. Bóng dừa nha mọi người. Cọc hai bóng sao ra bóng dừa. Quá hay. Được một con ốc rồi mọi người. Đây. Ốc. Ốc len. Đây. Bây giờ. Đây. Còn gì vậy? Nó thấy nó trời, chắc mặn chết chứ. Còn còn sống à. Hồi nãy bắt nhóc cái dây. Sao mọi người đi nhanh thế? Nó đúng không mọi người ơi? Ok kìa, ốc kìa. Tôm cắt. Quá trời ốc luôn. Bắt thi không? Ăn bầu ngư không? Bầu ngư nhóc luôn. Nè nữa nè. Ăn một bự luôn rồi. Nè nằm bãi nè không? Ngon nhở? Nè. Quý cả nè. Hai bắt cỡ. Ở dưới đây có, ở dưới đây có tôm chép không hả? Có. Mò nữa không? Ít xỉu rồi á, mấy bạn cũng mò. Đây. Hai con nữa mọi người. Hai con. Nào làm món này ăn chứ ra. Bà chăng. Bầu ngư nước ngọt. Cái đó đi đặt cái bóng quá. Sao ngoài biển nha, đây nó vàng nè, còn mình đen thui. Bầu ngư sông, bầu ngư kinh. Tao bị giòn á. Bốn con luôn. Nè đây hai con nè, dưới kế nữa đó. Cái gì mọi người? Đâu lâu coi hình quá rồi. Đâu nó ốc bự không? Bự nhất coi đó. Cũng ghê luôn. Tiêu con lương rồi. Hai con trên con trà lá nữa. Ôi trời. Cho tay cho mặt bọng con đó. Đây hả? Ờ. Nó chơi tay luôn đó. Ghê chứ nó ba con kìa. Đúng quá mọi người ơi. Đây xình có rồi xình luôn. Giờ thả gì nè. Cái này nè. Tiệp màu. Ây da.
ẩn thân chi thực. Chuột quá trời luôn nè. Bự. Con nữa. Rồi. Quá bự. Thêm đây nữa là mọi người. Đây 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 con. Được không? Để phóng gần đây ơi. Đã lên. Ôi ôi. Bự nè, đồ ngư nè mọi người. Đồ ngư ở đồng quê. Đó, lụm miếng chú đâu. Chấm mùi tạc, mọi người chấm mùi tạc. Đồ ngư con, cá bá nè. Cô ba con đi là nguyên gia đình. Ừ, với này con nè. Lụm một xíu luôn, vậy là mương này có nhiều nè. Quá của mình nha mọi người. Được hàng bóng sao. Chà bá. Lên lên ơi. Rồi đi kiếm chỗ khác nữa nè. Ê cái bờ đường chỗ Dũng nó có không ta? Không, nó còn rồi. Bên kia nữa không? Cái nào? Đó đúng đó. Một là đủ ăn. Đây con nữa nè. Ô. Quá trời luôn rồi. Con này có ai xếp ơi. Như vậy không lụm hết chục cái là dư sức ăn rồi. Đây con bự nữa. Bự. Đây đâu có ai bắt cái này đâu. Dính nè. Rồi nó rớt ra ngoài. Phải không? Nó dính bọc nữa. Nè, những bị cá nè. Thành quá ơi. Sao nãy giờ bắt ốc được bao nhiêu nè mọi người. Đó. Thấy tôm chưa? Dính tôm luôn. Ăn trái này. Ghê không? Đó. Nè. Này nướng với ếch cái gì kia nhỏ. Nướng coi cái đi. Gà Mỹ luôn. Rồi. Gà Mỹ thịt dữ vậy. Cho nó sạch đi rồi vô ngâm nước nhà. Nước ngâm ngắm đi. Đấy kêu ngâm nước này. Thành quả, thành quả.